Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài 2 Mạng thông tin toàn cầu Internet. Bài này chủ yếu nghiên cứu về Internet là gì? Một số dịch vụ trên Internet. Một vài ứng dụng khác trên Internet. Làm thế nào để kết nối Internet? Nào, chúng ta cùng vào bài nhé. Vậy mạng Internet là gì? Hình thù như thế nào? Hãy quan sát hình minh họa sau. Số 1. Internet là gì? Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên khắp thế giới, cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau như đọc, nghe, xem tin trực tuyến thông qua các báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình trực tuyến, thư điện tử, trò chuyện trực tuyến, mua bán qua mạng. Mà Internet là sở hữu chung, không ai chủ thực sự của nó. Mỗi phần nhỏ của Internet được các tổ chức khai thác, quản lý, nhưng không một tổ chức hay cá nhân nào nắm quyền điều khiển toàn bộ mạng. Mỗi phần của mạng có thể có khác nhau, nhưng được giao tiếp với nhau bằng giao thức thống nhất trên một mạng toàn cầu. Các máy tính đơn lẻ hoặc mạng máy tính tham gia vào Internet một cách tự nguyện và bình đẳng. Có rất nhiều người dùng sẵn sàng chia sẻ tri thức, sự hiểu biết cũng như các sản phẩm của mình trên Internet. Nhờ vậy, công nghệ cùng các thiết bị kết nối càng ngày càng hiện đại. Internet đem đến cho người dùng khả năng tiếp cận các nguồn thông tin ở khắp nơi trên thế giới một cách thuận tiện, gần như tức thời, không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Tóm lại, Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. Số 2. Một số dịch vụ trên Internet. Tiềm năng của Internet rất lớn. Ngày càng có nhiều dịch vụ được cung cấp trên Internet nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Tổ chức và khai thác thông tin trên web. Vậy web là gì? Web là dịch vụ phổ biến nhất của Internet. Nó viết tắt của từ World Wide Web, em hay gọi là www hay gọi là web. Tổ chức này tổ chức thông tin dưới dạng các trang nội dung được gọi là các trang web bằng một chương trình máy tính hay là gọi trình duyệt web. Người dùng có thể dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang đó khi máy tính được kết nối với Internet. Các trang web thường được liên kết với nhau nhờ thế cùng từ một trang web. Ta có thể nhanh chóng truy cập được các trang web khác. Dịch vụ này phát triển mạnh tới mức nhiều người tiểu nhầm là Internet chính là web. Tuy nhiên, web chỉ là một dịch vụ hiện được nhiều người sử dụng nhất trên Internet. B. Tìm kiếm thông tin trên Internet hay em gọi là search. Em có rất là thường hay tìm kiếm thông tin trên Internet. Thông tin trên mạng rất đa dạng và phong phú. Người dùng nhanh chóng được tìm được đúng thông tin cần thiết. Dịch vụ thông tin trên Internet đã ra đời, người dùng có thể sử dụng máy tìm kiếm là cái công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên đó dựa lên các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm. Ví dụ, em vô trang web cung cấp máy tìm kiếm hai. Nội dung nhỏ của hai là thư điện tử. Thư điện tử viết tắt từ email là dịch vụ trao đổi thông tin trên Internet thông qua các hộp thư điện tử. Em có thể đính kèm các tệp tin văn bản nè, âm thanh, hình ảnh, video để gửi cho nhau một cách nhanh chóng thuận tiện. Đương nhiên, hai bên phải có tài khoản thư điện tử mới gửi được. 3. Một vài ứng dụng khác trên Internet như hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử. Em đã từng lên đây để mua bán trên mạng.
Tóm lại, một vài ứng dụng trên Internet như là hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử. Làm thế nào để kết nối được Internet? Người dùng cần đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt và cung cấp quyền truy cập Internet. Các đường kết nối giữa hệ thống mạng của những nhà cung cấp dịch vụ Internet được các quốc gia trên thế giới cùng xây dựng và được gọi là đường trục Internet. Hệ thống các đường trục Internet Việt Nam có thể là hệ thống cáp quang qua đại dương hoặc kết nối viễn thông nhờ các vệ tinh.